안녕하세요, Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ tóm tắt tiếp sách hội nhập xã hội lớp 5 phiên bản mới năm 2023. Bài hôm nay sẽ là bài số 13, chủ đề là chọn thuần khạch giá trị truyền thống. Thì bài hôm nay, trong lúc hướng dẫn có gì thắc mắc hoặc góp ý mọi người nhớ để lại comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nha các đồng nghiệp xin chào trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren channel nha xin chào các chị đã bắt đầu nha mọi người đấy đợi bài hôm nay mình sẽ có hai phần lớn phần lớn số 1 là quá về rồi 무엇일까 cái chữ chu là chữ hiếu và dễ dơ dễ dơ này nó dịch đó là lễ lễ tiết lễ nghi lễ nghĩa đó là gì rồi trong phần này sẽ có hai phần chia ra nhỏ là han cái chữ hiếu của đất nước Hàn Quốc là như thế nào tiếp theo là han gugyejeol cái lễ tiết của Hàn Quốc là như thế nào phần hai lớn của mình sẽ nói về kungtong cheo wa yongguri chungyoge yo ginen chủ ngữ của mình ở đây cái hình ảnh của việc mà người ta dọ ghi tà xem xuống nhoa kế một cách quan trọng tức là xem trọng xem trọng có hai cái là khung tung che là cộng đồng và thứ hai là dọn gu dọn gu thì cũng có khá là nhiều nghĩa duyên cớ mối quan hệ ràng buộc còn mình có thể dịch là mối quan hệ nhân duyên à, duyên giữa người với người dọn gu cái hình ảnh mà người ta coi trọng cái cộng đồng và cái mối quan hệ nhân duyên này thì ở tốt khe ở là thành này ca thì nó được thể hiện như thế nào phần này cũng có hai phần nhỏ đầu tiên sẽ nói về tung chê để chúng người hàn suy nghĩ chúng ta trọng một cách quan trọng tức là suy nghĩ một cách quan trọng suy nghĩ cái gì một cách quan trọng tung chê người hàn người ta nghĩ cộng đồng rất là quan trọng Tiếp theo là 연구를 중시하는 한국인 Người Hàn coi trọng mối quan hệ nhân duyên Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng phần 1 Phần 1 lớn của mình Mình sẽ có là nói về 휴 xu qua 예절 Là chữ hiếu và chữ lễ tiết Rồi số một nhỏ đi về chữ hiếu Trong chữ hiếu ở đây thì mình thấy hiếu là sẽ là hiếu với ba mẹ, hiếu với tổ tiên, có hiếu với ông bà thì những cái đó gọi là chữ hiếu thì mình có. 유교 문화의 영향을 받은 한국에서는 부모를 잘 섬기고 기쁘게 해 드리고자 하는 효를 중시하다. Thì lúc này mình sẽ thấy ở đây nó nhấn mạnh là h n u y á n h 을 받다 mấy ảnh hưởng 유교 문화 유교라 방관녀 h dư chung mình hóa văn hóa nho giáo thì văn hóa do giáo nên là người ta sẽ làm gì người ta sẽ chung si hà tả người ta coi trọng cái chữ chu chữ hiếu mà 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 nó có hai vế à mà người ta cu tả động từ cộng với cu là muốn cái gì đó sử dụng trong văn viết nhiều à muốn làm cái gì có hai vế đầu tiên là vụ mô cái từ sông tà ở đây nó có nghĩa là mình hầu hạ phụng dưỡng thờ phụng chăm sóc ai đó trong trường hợp này ba mẹ thì mình sẽ có là à, mình phụng sự ba mẹ phụng sự tốt ba mẹ và tiếp theo là làm cho làm cho ba mẹ vui lòng thì lúc này mình sẽ dịch lại à ở Hàn Quốc thì là cái đất nước mà nhận ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa nho giáo nên là lúc này á cái đất nước này người ta rất là coi trọng chữ hiếu. Chữ hiếu là sao? Tức là rất là coi trọng rất là coi trọng cái việc mà muốn phụng dưỡng ba mẹ của mình, làm cho ba mẹ của mình hài lòng, làm cho ba mẹ của mình vui. Rồi, đối với ba mẹ thì người ta làm gì đây? Phụ mộ ghế Đối với ba mẹ của mình thì người ta phụng dưỡng bằng cách là Mẹng cho đi na Phụ e sẽ đi thuê mẹn Chả ga phụ rư chấp chắc đà Thì đối với ba mẹ của mình thì người ta có hai vế à Nếu mà vào cái ngày á Đầu tiên có hai vế ina Đầu tiên là ông giờ Là lễ Tết hoặc là Phụ mộ e sinh nhật của ba mẹ thì người ta sẽ có ai trực chóp trả nhỏ những người con cái đi từ đuôi lên người ta sẽ chắc cha thực tả là tìm gặp tìm về gặp trực chóp trực tiếp ba mẹ của mình tức là dạo gần đây thì người ta sống xa ba mẹ rất là nhiều ba mẹ ở quê còn con cái thì đi làm với lại có gia đình riêng nên ở riêng nhiều nên lúc này á để thể hiện chữ hiếu với ba mẹ thì vào những cái ngày lễ tết hoặc là sinh nhật của ba mẹ thì những cái người con cái thường là sẽ đi đến tìm về ba mẹ của mình để hỏi thăm sức khỏe tặng quà rồi nói chung là phụng dưỡng ba mẹ vào những ngày đó rồi đối với chủ sang nghề ghế đối với tổ tiên của mình nhận ra đi mẹ 조상의 묘나 찾아 추모한다. Thì ở đây nếu mà vào cái ngày á, khi mà vào cái ngày lễ Tết thì đối với tổ tiên thì người ta sẽ chát tức là chát chà rõ, chát Người ta sẽ tìm đến những cái nơi như là mộ của tổ tiên hoặc là những cái nơi anh đăng, anh đăng là, là cái nơi á mà mình mình lúc mình thiêu hài cốt xong mình thiêu cái xác xong á, là mình còn lại cái cốt á, cái, cái xương cốt á, cái tro cốt á, thì lúc này là cái nơi mà an táng tro cốt cái nơi mà người ta thờ tro cốt sẽ là phụng anh đăng à. thì lúc này con cái sẽ uh, tìm đến vào lễ tết ngày lễ tết thì sẽ tìm đến mộ của tổ tiên hoặc là những cái nơi mà uh, để mà thờ cúng cái uh, tro cốt của tổ tiên rồi người ta sumo anh đà sumo anh đà là tưởng niệm mà mình tưởng nhớ đến cái uh, người đã mất rồi, tiếp theo Chữ hiếu không chỉ là đối với ba mẹ Không chỉ đối với tổ tiên Mà còn đối với những cái người lớn khác Ngoài ba mẹ tổ tiên của mình Thả nụ tò u to lên mình hả? mình sẽ luyến cái bạch chim chữ sò khi đứng ở vị trí bạch chim đó là chữ to mình sẽ luyến lên u to đến u những người lớn khác thì người ta thể hiện chữ hiếu là posna chia 노인에게 để so 노인의 무거운 짐을 함께 들어준다. của núi thì lúc này người ta có là làm hai vế và vị trí của nó là e ở tại nơi nào đó làm gì tại nơi đó là đầu tiên là người ta sẽ có là dặn buộc với một không có chủ ngữ chủ ngữ là cái người á người đó sẽ làm gì dặn bù nhường nhường cái gì xa đi nhường chỗ cho nuôi cho người già e gió ở trên hai cái phương tiện người ta liệt kê là bus xe buýt ina hoặc là theater tàu điện ngầm đầu tiên là nhường chỗ cho người già ở trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, rồi người ta còn thể hiện là cái việc mà thứ đo đà thứ đo đà là người ta sách hâm kế cùng cùng sách chim chim là hành lý, unjim những cái hành lý nặng của người già, tức là người sách cho thấy người già sách đồ nặng thì mình sẽ sách cho người ta, mình sách phụ người ta thì lúc này mình sẽ có là đối với những cái người lớn khác những cái người mà lớn tuổi khác thì người ta cũng thể hiện chữ hiếu à vậy thì mình uh, tóm lại là chữ hiếu là gì hiếu là bắt nguồn từ đâu thì mọi người nhớ là du chùm hóa văn hóa nho giáo rồi uh, hiếu mình muốn thể hiện chữ hiếu và mình hiếu thảo với ba mẹ làm cho ba mẹ vui lòng phụng dưỡng ba mẹ thì gọi là chữ hiếu rồi đối với ba mẹ thì người hàng thể hiện chữ hiếu và là vào những cái ngày lễ tết hoặc là uh, vào ngày sinh nhật ba mẹ thì tìm gặp ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe ba mẹ chẳng hạn rồi đến với tổ tiên của mình thì vào ngày lễ tết thì về mình về mình cúng mình bái mộ của tổ tiên hoặc là đến những cái nơi mà à, giữ lưu giữ cho cốt của tổ tiên rồi đối với người lớn khác thì mình có thể là giường chỗ trên xe buýt trên tàu điện ngầm hoặc là mình giúp đỡ khi hành lý gì đó thật ra còn rất là nhiều nhưng mà ở trong bài này nó thể hiện cơ bản thôi thì mình cứ học cơ bản như vậy ha rồi tiếp theo hết chữ hiếu rồi thì mình sẽ đi qua về rồi hành cụ kế về rồi 예절은 다른 사람을 대할 때 존중하는 마음을 담은 말투나 행동을 가리킨다. Thì lúc này mình có cái lễ nghi, cái lễ tiết ở đây có nghĩa là gì? Cái dễ trời là khi mà mình có ư, te tách hai vé thôi nha mọi người. Khi mà mình có thể tách khi hoặc là mình để, mình dịch từ lui lên cũng được, mình tách cho mọi người dễ ha. Khi mà đối xử, đối đãi với cái những cái người khác, khi mà mình đối xử với người khác, mình đối đãi với người khác thì nó chỉ cái sự mà đã chỉ cái có hai cái là mãi to là lời nói hành động hoặc là hành động mà thả mình chứa đựng bà ưm cái tấm lòng mà mình chôn du nga đà tôn trọng rồi dịch từ đuôi lên một lần để cho mọi người uh, dễ hình dung nha dễ do đến cái lễ tiết là cái gì là cái việc mà người ta chỉ khả đi khi tả cái hành động cái lời nói hoặc là cái hành động mà chứa đựng cái lòng mà mình tôn trọng khi mà mình đối xử đối đãi với người khác nè đúng rồi phép lịch sự phép lễ nghi lễ tiết là vậy thôi mình tôn trọng người khác rồi ở đây người ta tôn trọng thì thường thường á mình tôn trọng mình thể hiện sự tôn trọng thì mình sẽ đi trước là tôn trọng người lớn tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình những cái người lớn thì mình sẽ có là u to qua in사를 나눌 때 고개를 숙여 인사한다 đối với người lớn thì mình sẽ có là khi khi mà mình in 인사를 나누다 chào hỏi mà chào hỏi qua lại á với người người lớn thì lúc này mình sẽ cu gề cu là cái cổ của mình à cái mình sẽ 숙여 mình sẽ cúi đầu xuống và mình chào thì người việt mình cũng vậy thôi mình chào ai đó thì mình phải cúi đầu mình chào còn con nít thì hay khoanh tay chào ha to qua chiếc sai 먼저 수저를 들 때까지 잠시 기다린다 cái phần này cũng giống như việt nam mình thôi tức là khi khi mà mình ăn, mình dùng bữa với người lớn thì lúc này á, mình sẽ đợi một lát cho đến khi mà người lớn người ta cầm suzo ở đây là muỗng đũa hả, muỗng đũa lên trước, tức là ba mẹ cầm muỗng đũa lên ăn trước một gấp rồi mình mới mới ăn. Thì cái này ở Việt Nam mình cũng như vậy thôi, nhà mình cũng vậy. Tiếp theo, 우 물건을 건네거나 받을 때 việt nam mình cũng ảnh hưởng của nho giáo nên là mình cũng có cái dạng y như vậy tức là khi mà khôn tà là mình đưa cho ha pata là mình nhận nhận cái gì đồ từ người lớn mình đưa đồ cho người lớn hoặc là mình nhận đồ từ người lớn thì mình sẽ sugo pata cho và nhận đưa và nhận bằng thủ xu nê bằng hai tay thì đúng rồi người lớn đưa, người đưa đồ thì mình phải nhận bằng hai tay chứ nhận bằng một tay là mất lịch sự mất dạy đấy rồi tiếp theo cái này là một cái văn hóa khá khác ha việt nam mình thì không có lạy người khác với lại người chết với lại phật lạy uh, tổ tiên thôi chứ không có lạy mà lạy người đang sống nên cái phần này hơi khác một chút tức là nên nhấn mạnh ở đây vào những cái ngày mà khách thiên lễ giống như cái ngày là miệng trời là lễ tết y ná hoặc là chò rừng siết lễ đám cưới thành hôn vân 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 thì lúc này người hàng sẽ chò rừng, hanh đã người ta sẽ lại người lớn mà bao gồm hoặc là bắt đầu từ ba mẹ của mình bao gồm cả ba mẹ của mình lại ba mẹ lại ông bà thì cái phần này hơi khác nha Nể là người ta sẽ lại Tết mình cũng lại, đám cưới cũng lại, rồi thơm mạnh nà na cùng Nên 지위나 나의 관계 없이 서로 높임말을 사용한다. Thì lúc này mình sẽ nói không những đối với người lớn mà bây giờ đối với những người khác ngoài người lớn. Tức là mình sẽ có có hai vế đầu tiên là thơm mạnh à", Lần đầu tiên mình gặp người ta hoặc là ở tại những cái nơi mà khung cho kín những cái nơi công cộng ví dụ như mình đến um, um, muôn hoa Center hoặc là Swimming Center những cái nơi mà công cộng thì lúc này mình sẽ sử dụng sai ổn hà đã sử dụng nụ phim mà À, đục phim phim chứ không phải đục phim mal à. phim mal cái lời nói mà tôn trọng so với nhau mà khoanh gì mà không có liên quan gì tới á là cái địa vị hay là tuổi tác của mỗi người tức là người lớn người nhỏ nhớ mình nhỏ mình tới đó mà người già thì vẫn sử dụng cái kính ngữ với mình nói lời nói tôn trọng với mình thì đó là thể hiện cái lễ tiết cái này là lễ tiết phép lịch sự phép tắc lịch sự thôi lễ tiết đối với người lớn thì mình phải tôn trọng người lớn rồi đối với những cái người mà mình lần đầu tiên gặp hoặc là những cái người mình gặp nơi công cộng thì mình không có được ăn nói sổ sàng rồi. Tiếp theo, đó là cái phần mình hết cái phần số 1 lớn rồi ha. Mình qua cái phần hai Ôi, còn cái nữa mẹ à Còn cái nữa. no, ha đã Thì lúc này on no là ngôn ngữ, cái lễ tiết về ngôn ngữ tức là khi mình sử dụng ngôn ngữ mình nói chuyện, người Hàn đặc biệt là ngôn ngữ người ta để cái phần mà kính ngữ vô cái từ ngữ rất là chi tiết rõ ràng nên là lúc này về phần mà ngôn ngữ, cái lễ tiết trong ngôn ngữ thì người ta rất là coi trọng đó là hết cái phần về vậy yeah, rồi bây giờ mình sẽ qua khung đông thế và nghiên cứu trung yếu nhất ở đây hình ảnh coi trọng cộng đồng coi trọng cộng đồng và mối quan hệ à, mình mối quan hệ ràng buộc được hình thành mối quan hệ nhân duyên nè mình sẽ chuyển lại thành chữ nhân duyên nha mình có duyên trường duyên địa phương này nọ thì mình cũng có thể nói là mối quan hệ nhân duyên được thể hiện như thế nào phần số 1 là mình sẽ nói về đối với khủng tuân chè khủng tung chè rỉ chủ nghĩa khe sinh có khành hình người hàng coi trọng rất là suy nghĩ cộng đồng rất là quan trọng thể hiện ở đâu đầu tiên mình sẽ có quá go nông thôn ở nên du lịch na phun ma sì chơ rom 서로 의지하고 돕는 상부 상조 풍습이 많이 있었다 thì lúc này người ta nhấn mạnh ở ninh ngày xưa ở nông thôn thì người ta sẽ có người ta đã có mìa đi từ đuôi lên à có rất là nhiều cái phun phong tục là xăng bu xăng chùa xăng bu sang mình sẽ có nó có nghĩa là tương trợ cho nhau hoặc là tương phù tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nói chung là ý của nó là giúp đỡ qua lại lẫn nhau có cái, cái phong tục là tương trợ lẫn nhau là cái việc mà người ta làm gì người ta uyghia đã sodo uyghia là dựa vào nhau dựa vào nhau và tục tà giúp đỡ lẫn nhau Để dựa dẫm vào nhau giúp đỡ lẫn nhau giống như là ở đây người ta có đại diện là today Tu ờ, đế ở đây á, là dân đoàn tức là um, cái đoàn tập thể người dân rồi hoặc là pumashi pumashi là đổi công tức là hôm nay mình làm cho người ta thì bữa sau người ta qua người ta làm lại cho mình thì cái đó là ngày xưa ở nông thôn nó là như vậy mình nhớ cái chữ là Sang vua sang chua nha mọi người mẹ tương phù tương trợ tương trợ cho nhau rồi nó còn một cái nữa đối với cộng đồng thì mình có là khung tung che ủy Cộng đồng 나라에 중요한 일이 있을 때 함께 힘을 모으는 계기가 된다. cái này Việt Nam mình cũng giống ha, đó là ý thức cộng đồng. Ý thức cộng đồng tức là khi mà có cái việc gì quan trọng xảy ra với đất nước của mình thì lúc này nó sẽ trở thành một cái dịp, thành một cái cơ hội để mọi người cùng hợp lực với nhau. Ví dụ như có cái chuyện gì đó có dịch corona ra là tất cả mọi người cùng nhau chung tay để chống dịch chẳng hạn thì cái đó là khung tung che ủy và mình có khung tung che ủy siết ở Hàn Quốc có cái sa cái tiền lệ cái ví dụ mà cho thấy cái ý thức cộng đồng rất là mạnh mẽ mà người Hàn rất là tự hào đó là năm 1997 có cái cuộc vận động là Kim Bộ cái cuộc vận động là gom tiền, gom vàng ha. Mình đất nước gặp khó khăn, người dân tự động đem vàng của mình ra, mình quyên góp để mà à, đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế. Rồi tiếp theo mình có thể nói đến là năm 2002 thì có là World Cup Huê Ưng ủng hộ cái cổ vũ cho cái đại hội bóng đá World Cup thì à, lúc này à, <laughs> ở Hàn Quốc mình nhớ mình có coi ở đâu á nó có là Taiwan ăn mà những con con quỷ ăn màu đỏ tức là người Hàn Quốc mặc đồ đỏ hết ra đi diễu hành rồi đi tới những cái nơi cổ vũ bóng đá những cái sân cổ vũ người ta cổ vũ bóng đá rất là điên cuồng nói chung là Việt Nam mình cũng vậy thôi Việt Nam mình rất là yêu bóng đá nè đó đó là nói về cái ý thức cộng đồng của Hàn Quốc thì mình nhớ là cộng đồng là gì tương trợ lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau ý thức cộng đồng là gì khi có cái việc gì đó quan trọng của đất nước thì tất cả mọi người dân đổ ra để mà uh, chung tay góp sức thì cái đó là ý thức cộng đồng thôi nói chung là mình học á mình liên hệ với việt nam mình á mình thấy nó cũng giống như nhau thôi nên là mấy cái phần này mọi người nhớ cái từ khóa để mọi người làm bài nha tiếp theo phần thứ hai là mình sẽ nói 연구를 중시하는 한국인 người Hàn coi trọng mối quan hệ nhân duyên thì mối quan hệ nhân duyên là cái gì 서로의 공동점을 연결고리로 하여 맺혀지는 관계는 연구라고 한다 thì lúc này người ta gọi người ta gọi những cái mối quan hệ mà nó nó lấy những cái điểm người ta lấy những cái điểm chung của nhau, cùng tung tóm Cùng tung tóm những điểm chung của nhau Làm thành một cái sợi dây liên kết Rồi kết nối, mình kết nối lại với nhau Thì cái đó sẽ gọi là mối quan hệ nhân duyên Tức là hai đứa mình có cái gì chung chung với nhau Thì lấy cái đó làm gốc Rồi hai đứa mình kết nối nhân duyên với nhau Hai mình chơi với nhau, ví dụ như vậy đó Rồi người ta có những cái mối nhân duyên Mà cơ bản người Hàn hay nói đến Đó đầu tiên là Chol là huyết ới là mối nhân duyên, nhân duyên mà huyết thống thế là mối quan hệ có liên quan, nhân duyên có liên quan đến huyết thống, 가족이나 친족 등 같은 핏출로 연결된 인간 관계. nhân duyên huyết thống là mối cái mối quan hệ giữa cái con người mà nó được liên kết bởi huyết thống giống như là gia đình mình là người trong gia đình thì mối quan hệ huyết thống hoặc là tin chuk những cái người mà trong dòng họ của mình những cái người mà uh, thân thuộc của mình chung là họ hàng thì cũng uh, cùng dòng máu thôi nên là lúc này là mối quan hệ là máu mủ mối quan hệ huyết thống. Thứ hai là chiên, chi chi là địa là cái nơi đó, cái nơi cái địa địa đất dẫn đó là địa duyên. Địa duyên có nghĩa là 출신 지역에 따라 이어진 인연. Cái đó là cái mối nhân duyên mà được được tiếp nối là theo có hai cái, cùng quê hoặc là cùng cái xuất thân. Ví dụ mình quê ở Bình Phước những cái người mà uh, sống cùng cùng mình ở uh, nói là ông mình quê ở Bình Phước, À tụi mình chụp cùng cùng quê thì lúc đó nó sẽ là chiên. Và đặc biệt là người hàng mình thấy người Hàn có nhiều cái gọi là khăn u phê tức là hội những người đồng hương ở miền Bắc với lại miền Trung á những cái người miền Bắc miền Trung á thì hay có hội đồng hương lắm còn miền Nam tôi thấy ít lắm mình ở miền Nam mình không có thấy hội đồng hương luôn á nên là khăn u phê qua hàng mà hội đồng hương của những cái người Hà Tĩnh nè những cái người ở ngoài Bắc nè Hà Nội này nọ quá trời luôn nhưng mà khu mình không có nè thật là buồn tiếp theo Hakeon Hát chỏn thấy chữ H là mình biết là chữ học rồi quan hệ mà những cái nhân duyên trường học tức là attending H Q toropan Saddam Tedi medicine khoản đó là cái mối quan hệ mà người ta kết nối nhân viên với nhau giữa những cái người là những cái người mà tốt nghiệp cùng trường những cái người tốt nghiệp cùng trường thì cái mối quan hệ mà họ kết nối nhiên với nhau ta hỏi ủa bạn tốt nghiệp trường nào vậy à ah, mình tốt nghiệp trường đó thì lúc này là nó sẽ là Hakkyon cùng trường cùng trường với nhau thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau và nó có một cái hội tiêu biểu đó là thùng mưa là đồng môn á hội đồng môn những người tốt nghiệp cùng trường hồi trước mình học cái trường um, bên Seoul um, Cyber Day Hakkyon thì cũng có cái hội gọi là đồng môn thì người ta sẽ ở đó người ta sẽ giúp đỡ cho mình hoặc là mình có hỏi gì đó mình có cũng có thể vô đó mình đặt câu hỏi nói chung là giúp đỡ lẫn nhau. Đó là nói về cái việc mà người Hàn Quốc coi trọng cái mối quan hệ nhân duyên đó. Rồi, bài hôm nay chỉ tới đây thôi đó mọi người. Bài hôm nay khá là đơn giản à. Bài hôm nay nói về chủ yếu là nói về chữ hiếu. Chữ hiếu của người Hàn cũng giống như chữ hiếu của người Việt mình thôi. Mình sẽ hiếu thảo với ba mẹ của mình, à, mình hiếu thảo với tổ tiên của mình, mình hiếu thảo với những người lớn. Còn đối với dạ yeah, rồi, right. phép lịch sự thì phép lịch sự mình phải lịch sự. Đầu tiên là lịch sự mình lễ phép. Những cái lễ phép thì mình phải lễ phép với người lớn. Thứ hai là mình sẽ lễ phép với những cái người mình lịch sự với những cái người mà lần đầu tiên mình gặp hoặc là ở những nơi công cộng rồi tiếp theo đối với cộng đồng người hàng coi trọng mối quan hệ cộng đồng cộng đồng là gì cộng đồng là mình sống cùng một xã hội thì đó là cộng đồng và đặc biệt người hàng thể hiện cái mối quan hệ cộng đồng à, ngày xưa thì thể hiện trong làm nông là người ta sẽ chung tay làm nông còn à, bình thường thì thể hiện mối quan hệ cộng đồng khi mà đất nước có cái chuyện gì mà xảy ra thì tất cả mọi người chung tay góp sức lại để khắc phục hoặc là để cùng nhau tận hưởng cái uh, sự kiện nào đó tiếp theo là mối quan hệ dần cua mối quan hệ nhân duyên những cái người á mà thường người ta sẽ tìm những cái điểm chung với nhau để kết duyên và mình có những cái mối quan hệ nhân duyên như là nhân duyên huyết thống cho đón nhân duyên uh, mối quan hệ nhân duyên địa duyên tức là cùng cái nơi uh, sinh sống hoặc là cùng quê cùng xuất thân hoặc là mối quan hệ nhân duyên trường học mình học cùng trường mình tốt nghiệp cùng trường thì nó cũng là mối quan hệ nhân duyên rồi uh, bài học hôm nay tới đây thôi nha mọi người nếu có thắc mắc góp ý mọi người nhớ để lại comment bên dưới Đấy, do kiki làm tả 고생했습니다.